Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay, thứ tư ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình Thời sự tối nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Sau 2 ngày diễn ra Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2024-2029 đã thành công tốt đẹp. Nhiều hộ dân xã Cẩm Ninh phát triển kinh tế từ tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Huyện Tiên Lữ tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt chậm. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2024-2029. Sau 2 ngày diễn ra, đại hội đã thành công tốt đẹp. Sự đại hội có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ, đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, anh hùng lực lượng vũ trang và 267 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Diễn văn khai mạc đại hội do đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh. Nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên, sự chung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật toàn diện trên mọi mặt công tác. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, khát vọng phát triển, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 16 có nhiệm vụ đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 15, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029, đồng thời tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 và sửa đổi, bổ sung điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ mới đảm bảo tính đại diện, tiêu biểu, thiết thực và thực sự là hình ảnh tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh, và hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10. 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh Hưng Yên đạt và vượt 10 trên 10 chỉ tiêu đại hội đề ra. Nổi bật thông qua các hoạt động tháng cao điểm vì người nghèo, Tết vì người nghèo, chung tay hỗ trợ hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam về nhà ở. Quỹ vì người nghèo các cấp tiếp nhận trên 172 tỷ đồng do các doanh nghiệp, các tập đoàn, các ngân hàng, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ. Trong nhiệm kỳ, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tuyên truyền các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giải phóng mặt bằng và hòa giải thành công 3.270 trên 3.880 vụ việc. Phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức 2 đợt vận động nguồn lực, hàng hóa, nhu yếu phẩm để phục vụ công tác phòng chống dịch. Riêng cấp tỉnh vận động được gần 122 tỷ đồng và nhiều trang thiết bị nhu yếu phẩm để chống dịch COVID-19. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai tổ chức thành công 2 chương trình chung tay xây dựng nhà ở đối với người có công và hộ nghèo toàn tỉnh và chung tay hỗ trợ hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam về nhà ở. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, khát vọng phát triển, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2024-2029, đề ra 2 đột phá, 6 chương trình hành động và 9 chỉ tiêu cụ thể như 100% khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Hàng năm, 100% khu dân cư có ít nhất một công trình hoặc phần việc tiêu biểu. Tổ chức vận động quỹ vì người nghèo các cấp đạt từ 8 tỷ trên năm trở lên. 100% các khu dân cư trên địa bàn tỉnh thành lập và duy trì tốt hoạt động của ít nhất một tổ, nhóm tự quản tại cộng đồng dân cư.
100% cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong hoạt động. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định những kết quả đã đạt được đã góp phần củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc. Mặt trận Tổ quốc các cấp của tỉnh Hưng Yên cần chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử của tỉnh Hưng Yên, tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thích ứng với xã hội số để tuyên truyền, vận động nhân dân theo hướng toàn dân, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn của địa phương, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với phương châm nghĩ thật, nói thật, làm thật, kết quả thật và nhân dân được hưởng lợi thật. Đồng thời quan tâm triển khai thực hiện thật tốt hai nội dung mới là phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát do Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và chương trình xây dựng khu dân cư tự quản đoàn kết ấm no hạnh phúc với phương châm đã nói là làm, đã đi là đến, đã bàn là thông, đã quyết là cả tỉnh một lòng. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, yêu cầu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh quan tâm thực hiện một số nội dung, trong đó có thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cùng với các tổ chức chính trị xã hội tăng cường vai trò nòng cốt để nhân dân thực hiện quyền làm chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tăng cường thực hiện dân chủ ở cơ sở, xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng và dân là gốc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của tỉnh, nhất là về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm sự thống nhất cao của nhân dân về tư tưởng, về nhận thức, về ý chí và hành động thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của tỉnh. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh cần tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong việc tổ chức thực hiện sâu rộng có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở nắm chắc tình hình, yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, khơi dậy khát vọng phát triển, ý chí tự lực tự cường, tự tôn dân tộc, đổi mới sáng tạo của nhân dân, đồng thời giáo dục, phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, lòng yêu nước, tình yêu quê hương để thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng hoa và bức tranh chúc mừng đại hội. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa và trao bảng vàng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mang dòng chữ Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, khát vọng phát triển tặng đại hội. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, đại hội đã thống nhất hiệp thương cử 75 vị ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử đồng chí Nguyễn Bật Khánh, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Văn Lâm giữ chức danh chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên khóa 16, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Tỉnh Hưng Yên có điểm trung bình các môn thi là 6,536, đứng thứ 39 cả nước. So với năm 2023, điểm thi trung bình của tỉnh Hưng Yên tăng 0,236 điểm nhưng lại giảm 6 bậc trên bảng xếp hạng điểm thi trung bình của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Toàn tỉnh có 96 bài thi đạt điểm 10 ở các môn ngoại ngữ, hóa học, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Em Lê Minh Đức, trường Trung học Phổ thông Minh Châu là thí sinh duy nhất có 2 bài thi đạt điểm 10. Sáng ngày 17 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên đã tổ chức họp xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho các thí sinh.
tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông của tỉnh Hưng Yên đạt 99,52%, trong đó tính riêng khối trung học phổ thông công lập là 99,92%, trung học phổ thông ngoài công lập là 99,73%, giáo dục thường xuyên là 98,18%, thí sinh tự do là 78,95%. Thí sinh sẽ có 10 ngày để nộp đơn phúc khảo bài thi từ ngày 17 tháng 7 đến hết ngày 26 tháng 7. Chiều qua, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên cơ sở Quái Châu đã tổ chức lễ tốt nghiệp trao bằng hệ chính quy cho K18 khóa học 2020-2024. Tại buổi lễ, nhà trường đã trao bằng tốt nghiệp cho gần 2.000 sinh viên thuộc 18 ngành đào tạo gồm công nghệ kỹ thuật điện điện tử, công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, công nghiệp kỹ thuật ô tô, điện lạnh và điều hòa không khí, công nghệ thông tin, khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ chế tạo máy, kỹ thuật hệ thống công nghiệp, công nghệ may, quản trị kinh doanh, kế toán, ngôn ngữ Anh, sư phạm tiếng Anh, công nghệ kỹ thuật hóa học và kinh tế. Sau hơn 4 năm được học và đào tạo, các tân kỹ sư đã được trang bị những kiến thức nền tảng về lĩnh vực chuyên môn để phát triển năng lực cá nhân, nâng cao khả năng thích nghi với môi trường làm việc. Bên cạnh đó, nhà trường luôn đổi mới phương pháp giảng dạy, đảm bảo định hướng, ứng dụng với thực tiễn, góp phần giúp các em có được vị trí việc làm phù hợp, cống hiến sáng tạo để đem nhiều giá trị hơn nữa cho cộng đồng và xã hội. Qua nhiều hộ dân của xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi đã sử dụng số tiền hỗ trợ thu hồi đất để chuyển đổi nghề nghiệp, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống sau khi không còn ruộng sản xuất. Cơ sở chế biến nước đóng chai của gia đình anh Kha mới đi vào hoạt động khoảng 1 tháng nay. Sau khi nhận 700 triệu đồng tiền bồi thường hỗ trợ thu hồi ruộng phục vụ giải phóng mặt bằng của công nghiệp Đặng Lễ, anh Kha vay thêm vốn từ người thân, ngân hàng để đầu tư máy móc, xe vận tải phục vụ hoạt động sản xuất và kinh doanh nước uống đóng chai. Từ xưa đến nay là đều gia đình truyền thống là làm lông hết rồi, nên là cũng rất là lo. Nhưng sau khi bắt đầu được nhận tiền bồi thường thì mình cũng có cái sự quyết định là mạnh dạn hơn vì để đầu tư vào cái ngành nước để tạo công ăn việc làm cho cả đại gia đình, thay đổi được dần dần cuộc sống của gia đình. Gia đình bà Khánh có hơn 7 sào ruộng nằm trong vùng dự án cụm công nghiệp Chính Nghĩa. Theo phương án bồi thường hỗ trợ thu hồi đất, gia đình sẽ nhận được khoảng 900 triệu đồng tiền giải phóng mặt bằng. Ngoài 60 tuổi, không có lương hưu, dù chưa nhận được tiền bồi thường, hai vợ chồng bà Khánh đã có sự bàn bạc thống nhất nên chi tiêu sao cho hợp lý, đảm bảo cuộc sống sinh hoạt. Gia đình tôi dự kiến được 900 triệu tiền đền bù cho các con mỗi đứa một ít làm vốn làm ăn, còn đâu để vợ chồng tôi đầu tư vào cửa hàng để lấy vốn làm ăn phát triển sau này vững vàng. Thời gian qua trên địa bàn xã Cẩm Ninh triển khai một số dự án cụm công nghiệp trọng điểm như cụm công nghiệp Đặng Lễ, cụm công nghiệp Chính Nghĩa, hàng trăm hộ dân nằm trong diện thu hồi đất cho các dự án này, trong đó phần lớn là lao động thuần nông, độ tuổi không phù hợp để xin việc tại các doanh nghiệp, sử dụng số tiền bồi thường hỗ trợ chi tiêu một cách hợp lý, ưu tiên đầu tư chuyển đổi ngành nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống là vấn đề quan trọng hàng đầu, tránh hiện tượng có tiền trong tay là đi mua sắm những vật dụng đắt tiền không phù hợp với điều kiện hoàn cảnh. Xã Đình Cao là địa phương có diện tích đất thổ cư lớn nhất ở huyện Phù Cử, nằm trong phạm vi cần phải giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đường Tân Phúc Võng Phan. Đến thời điểm này, huyện Phù Cử đã cơ bản hoàn thành kế hoạch xây dựng khu tái định cư mới cho nhân dân. Toàn xã Đình Cao có khoảng 117 hộ tại 3 thôn Duyên Linh, Hà Linh và An Nhuế thuộc diện phải thu hồi để xây dựng đường Tân Phúc Võng Phan. Với phương châm nơi ở mới phải to đẹp hơn nơi ở cũ, huyện Phù Cử đã hoàn thành cơ bản kế hoạch bố trí khu tái định cư mới cho nhân dân. Khu tái định cư mới xã Đình Cao có diện tích gần 10 hectare tại thôn Hà Linh, nằm trên đường nối giữa DT386 và DH81. Tổng chi phí xây dựng gần 190 tỷ đồng do huyện Phù Cử làm chủ đầu tư. Toàn bộ khu tái định cư nằm trên diện tích đất ruộng đã hoàn thành công tác chi trả và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.
Dự kiến hạ tầng khu tái định cư sẽ được khởi công vào cuối năm 2024. Sau khi tái định cư cho nhân dân xong, huyện sẽ tổ chức đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở từ những suất đất còn lại. 6 tháng đầu năm 2024, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Kim Động chỉ đạt 17% kế hoạch vốn. Để hoàn thành mục tiêu năm 2024, hiện nay các cơ quan đơn vị liên quan đang nỗ lực triển khai các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Công trình khoa khám bệnh ngoại trú kết hợp nhà hành chính của Trung tâm Y tế huyện Kim Động được khởi công vào tháng 10 năm 2023, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 4 năm 2025. Tuy nhiên hiện nay, nhà thầu đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ để đưa công trình vào khai thác sử dụng sớm hơn dự kiến. Thời điểm này, công trình đã hoàn thành 65% khối lượng thi công. Chúng tôi thì bố trí nhiều bộ phận làm việc, bộ phận làm cốt pha, bộ phận làm thép, bộ phận xây thô, rồi bộ phận hoàn thiện, từng bộ phận làm riêng công việc của bộ phận đó. Thế cố gắng đẩy nhanh làm sao và cho nó nhanh tiến độ và công việc nhịp nhàng, hài hòa. Với kế hoạch vốn năm 2024 là 47 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm, thị trấn Lương Bằng thực hiện cải tạo, nâng cấp 4 công trình đường giao thông với tổng chiều dài gần 1,5 km. Thực hiện giai đoạn 2, dự án xây dựng điểm trường mầm non hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình xây dựng, cải tạo trụ sở làm việc công an thị trấn. Đến thời điểm này, thị trấn đã thực hiện giải ngân được gần 26 tỷ đồng, đạt gần 55% so với kế hoạch. Tất cả các lĩnh vực đầu tư công đấy thì của những công trình thì chúng tôi luôn luôn đôn đốc để làm sao sớm đưa vào sử dụng. Trong 6 tháng cuối năm thì chúng tôi sẽ hoàn thành cái kế hoạch của năm 2024 và còn nguồn lực chúng tôi sẽ tiếp tục để triển khai sớm trong đầu năm 2025. Năm 2024, kế hoạch đầu tư công của huyện Kim Động là hơn 518 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn tỉnh là trên 160 tỷ đồng, nguồn vốn huyện trên 358 tỷ đồng. Trên địa bàn huyện đang triển khai 53 dự án đầu tư công, trong đó 27 dự án do huyện làm chủ đầu tư và 14 công trình do xã làm chủ đầu tư, huyện hỗ trợ vốn. Việc tập trung triển khai các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân sẽ góp phần giúp huyện Kim Động thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, phục vụ phát triển sản xuất, thu hút đầu tư. 6 tháng đầu năm 2024, huyện Tiên Lữ đã cấp mới được 188 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện vẫn còn trên 19.600 thửa đất các loại chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng. Cụ thể, các loại đất chưa được cấp giấy chứng nhận gồm đất nông nghiệp trên 13.200 thửa, diện tích trên 1.000 ha, đất ở gần 5.800 thửa, diện tích 177 ha và đất tín ngưỡng 135 thửa, 8 ha. Nguyên nhân chính khiến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp chậm là còn nhiều xã chưa được đo đạc trích đo sau dồn thửa đổi ruộng, điển hình như xã Cương Chính, xã Dị Chế và xã An Viên. Với đất ở, thiếu hồ sơ pháp lý mặc dù đất ở ổn định lâu dài trước năm 1993. Việc xác định nguồn gốc đất lại gặp nhiều khó khăn khi thiếu thủ tục pháp lý liên quan quyền thừa kế và các thủ tục khác. Để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nâng cao hiệu quả khi triển khai giải phóng mặt bằng các dự án, huyện Tiên Lữ cần chỉ đạo các xã thị trấn trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường để triển khai đo đạc, hoàn thiện hồ sơ đất đai nhằm cấp giấy chứng nhận và hoàn thiện số hóa đất đai. Thời gian qua, chương trình tín dụng cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Hưng Yên đã góp phần nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, đồng thời góp phần hoàn thành tiêu chí về môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Theo báo cáo của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên, tính đến hết tháng 6 năm 2024, dư nợ chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh đạt gần 980 tỷ đồng với gần 52.000 khách hàng còn dư nợ. Nhờ có vốn vay này, nhiều hộ dân thuộc diện khó khăn trong tỉnh đã xây dựng được công trình nước sạch và xử lý công trình vệ sinh gia đình đồng bộ, khép kín. Để tiếp tục hỗ trợ hộ dân vùng nông thôn, ngày 15 tháng 7 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 10 về tín dụng thực hiện cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Theo đó, nâng hạn mức cho vay tối đa là 25 triệu đồng trên một loại công trình một khách hàng tăng 15 triệu đồng. Lãi suất cho vay 9% trên năm. Khách hàng được vay vốn để đầu tư mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa hai loại công trình nước và vệ sinh môi trường hộ gia đình, nhưng tổng dư nợ mỗi loại công trình không vượt quá mức cho vay tối đa của mỗi loại công trình.
Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách Xã hội thỏa thuận với khách hàng, nhưng tối đa là 5 năm. Quyết định có hiệu lực từ ngày 2 tháng 9 năm 2024. Quý vị và các bạn thân mến, từ đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.